Chào bạn, hôm nay mình chia sẻ mình trồng rau trong túi ni lông nữa bạn. Thì nó có ưu điểm, nhược điểm ha, với cái chậu này đó. Chậu này hoặc là chậu đất cũng được. Thì cái này trước tiên là ưu điểm, nó là nó gọn các bạn. Người ta gấp lại nè, nó nguyên một cuộn của nó rất là nhiều ha. Thay vì các bạn mua cái chậu kia nó mắc lắm, nó 7.000 bảy mấy cái á, cái lớn hơn mắc hơn. Trong khi cái túi này á, cái túi này rất là rẻ luôn, có vài ngàn, 2.000 gì túi thôi. Nó cái này mình mua trên Shopee á. Nó cái túi này người ta trồng dưới lưới cái kiểu ha, nhìn rất là chắc ha, có vẻ là rất là bền ha. Cái này chắc cũng khá là bền đó. Đó, trồng mà trong cái túi này ha. Rồi. Cái giá thể mà mình trồng á là mùn dừa nén ha. Mùn dừa nén hoặc các bạn có thể trồng bằng xơ dừa cũng được. Thì cái này nó cũng hơi mắc ha. Hồi trước mình hay đi gom lá khô, các bạn coi video trước cũng biết ha, lá khô trồng rất là tốt. Nhưng mà giờ dịch bệnh là mình hạn chế ra ngoài á, nên mình mua luôn cái này, cái dừa nén này. Thì một bánh này các bạn ngâm, các bạn ngâm hai bánh thì được một chậu lớn này ha. Đó, ngâm nó nở ra rất là dữ. Cho nước nhiều lên, cho nước khoảng gần hơn nửa cái cục này là nó sẽ ra rất là nhiều luôn. Thì cái này còn khô, chưa có nén, chưa có ngâm. Cái này mình ngâm rồi nè, nó ngâm rồi nè, tơi ra. Đó. Thì cái bánh xơ dừa đó là khoảng 30.000 một bánh ha. 30.000 bánh, nếu mà mua lẻ, còn mua nhiều thì 25.000. Mình mua cái loại lớn đó, nếu mà các bạn mua loại lớn 5kg một cục á, cục đó khoảng cục vừa rồi mình cầm là khoảng 1kg, 1.2kg á. Nếu mà các bạn mua nhiều thì nó sẽ rẻ hơn. Cái cục 5kg người ta bán có 99.000 thôi. Còn đây là sình non nha bạn. Trong này rất là nhiều phân bò. Phân bò này mình đã tưới nước và mình để mình ủ rồi các bạn, nó nguội hoàn toàn luôn rồi. Đó. Tưới nước thôi, không có cho men gì hết. Xong rồi mình trộn với một ít sình non đó, hớt trên cái mặt đầm á. Rồi phân gà. Đây phân gà ủ hoai nha. Phân gà này không phải là mình tự ủ nha các bạn. Cái này là bên công ty vi sinh người ta bán á, 10.000 một ký. Đó, một cái túi zip như vậy là 5kg. Mua 5 túi người ta ship tận nhà luôn. Miễn phí ship ha. Cái này trồng rất là tốt bạn. Xíu nữa mình sẽ đi quay cái vườn cho mình các bạn xem. Này rau màu lên rất tốt. Thì trong này mình có trộn rồi. Cho thêm cái này thì mình thường thường là mình bón ở cái lớp trên cùng các bạn, xong rồi phủ lớp đất lên. Thì trong cái giai đoạn mà ra trái thì nó sẽ ra trái nhiều hơn. Đó, thì bây giờ mình trộn ha, trộn hai cái này với nhau. Cái phân bò này, cái này chủ yếu là phân bò nhiều các bạn, chứ còn cái đất kia nên là ít lắm. Cái đất sình kia chủ yếu là mình trộn vô để cho nó ngậm nước á, ra nó cũng mau khô lắm. Với lại nó để cho nó giảm cái nó giảm bớt cái giá thể xơ dừa xuống. Rồi cho như đây thôi đó, mà chỗ như đây trộn với cái phần xơ dừa này nha các bạn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Rồi nha bạn, cái này sau khi mình trộn xong rồi nó như vậy. Các bạn nhìn cái này một chậu nha bạn. Cái này nếu mà nén xuống chắc là nửa chậu đi. Đó, rất nhiều nha. Đó, các bạn nhìn cái bao này mình tưởng là nhỏ nhưng mà thật ra nó đựng gần hết cái chỗ này luôn á các bạn. Cho vô mình nén xuống nó đựng gần hết cái chỗ này luôn á. Rồi giờ mình cho vô nha các bạn. Hiện giờ mình đang trồng dưa leo trong cái túi này ha.
mướp thì mình trồng trong cái chậu đen kia rồi, với lại mấy cái chậu men, mấy chậu bằng gạch men các bạn. Mướp với bầu, một xíu nữa mình sẽ đi dạo thăm vườn nha. Nay chuyển trồng đen rồi qua trồng rau luôn. Cái đợt dịch vừa rồi bắt đầu trồng rau thì giờ trồng tiếp luôn. Đầu bữa giờ đầu tư vật tư vô cũng hơn triệu các bạn. Cái bánh xe dừa này mua 20 cục cũng 25.000, cục là 500.000 ha. Còn cái phân gà này mua 25 kg thì cũng 250. Lưới, hai cái lưới là 100 mấy á. Rồi phân bò, hạt nữa, hạt giống các loại. Hạt giống thì cứ 10.000 bịch thôi. Có loại 10.000, có loại 17.000 ha. Mua đâu cũng hơn chục bịch đó. Chậu có thứ nữa. Chưa biết có ra gì không ha. Hiện giờ có mướp trái rất là nhiều thôi. Trồng 8 cây mướp lận thì trái thôi khỏi phải nói rồi. Bắt đầu đang ra cho trái rồi các bạn. Thì lúc mà mình cho vô mình không cho ngập lên nha các bạn. Cho nó vừa tới thôi. Cho nó vừa cắt chút xíu thôi để mai mốt mình bón phân nữa. Bón phân gà vô nữa các bạn. Bón phân gà vô với giai đoạn kho trái á. Nó vậy cũng hết một cái chậu này ha. Rồi, giờ trồng cho dưa leo vô bạn. Đây dưa leo mình ươm trong cái ly nước mía ha, uống nước mía. Thì các bạn lâu lâu các bạn kiểm tra với mặt dưới lá nó có rệp á thì phun nước đi, mình tưới nước đi. Hoặc là pha nước với xà bông á mình tưới cho nó chết đi. Hoặc là có thể dùng cồn luôn. Cái cồn mà y tế mà mình hay xịt khử khuẩn tay á, mình xịt nó cũng chết nè, cây không có chết cây các bạn. Hồi trước mình có chia sẻ các bạn một cái công thức là cồn, dầu ăn với lại nước rửa chén á, xịt thì nó phải chết cả cả mẹ cả trứng luôn. Đó. Mới nãy mình quên khoét cái lỗ dưới này. Đó, mình sẽ khoét một cái lỗ nó to gần bằng cái ly nha. Rồi thả vô thôi. Rồi bung lại. Rồi sau khi mình dặm cho nó chắc lại rồi mình sẽ đi tưới cái nước sau nha các bạn. Nước sau. Thì cái này được lợi á, cái mùn dừa này nó không có ngậm nước, nó không bị úng và nó thoát nước nhanh nữa. Nhưng mà nó cũng giữ nước lâu nữa, nó giữ ẩm lâu. Thì hàng ngày á, gần như là ngày nào mình phải tưới. Tưới buổi sáng á, tưới cho nó ướt trên mặt đi. Chứ không có tưới nhiều nha bạn, không có tưới đến mức độ chảy ra. Vậy thì nó lãng phí phân, mình chỉ tưới ướt trên mặt thôi. Là ở dưới nó phải giữ ẩm rồi đó, là cây nó phát triển tốt rồi. Rồi giờ mình bưng ra vườn nha bạn. Rồi, đây là mấy cây dưa của mình nè các bạn. Đó, thì ở trên này mình phủ lưới ha. Đó, phủ lưới mướp với bầu leo luôn. Đó, mướp đang trái nè các bạn. Cái này ở dưới thôi nha, mấy cây này mới lên thôi. Còn ở trên vàng thì nó nhiều lắm rồi. Đó, ví dụ như đây. Đó, nó ra liên tục luôn. Bốn trái liên tục với nhau ha. Đó, bạn thấy bốn trái liên tục với nhau ha. Món phân gà vô đây các bạn. Ở trên mặt này đen 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 là phân gà nè. Cái chậu này hồi trước mình ủ cá nữa, ủ ruột cá nữa. Hiện giờ trồng cây vô rồi không có ủ ruột cá trong này nha các bạn. Đó, mình chỉ bỏ ruột cá ở phía bên ngoài này thôi.
Đó, rất là lung tung luôn trong cái bồn. Cái bồn này thì trước trồng sen nè, bây giờ bỏ sen xong rồi trồng trồng rau ăn luôn. Đó, đủ thứ hết, đậu rồng nè, mướp mà đa số là mướp mà bầu, bí đỏ nữa. Mướp này hai loại, loại mướp hương trái ngắn, loại mướp hương trái dài các bạn. Đây bí đỏ nữa, bí đỏ đang có trái luôn. Rồi, rồi ở đây mình trồng trong túi lưới nữa các bạn. Mình cũng chia sẻ với bạn luôn là mình cột cái dây này á, đây mình cột cái dây này nè. Đó, thay vì mình cột vô mấy cục gạch hay gì á thì mình thắt nút như này nè, thắt nút vậy xong rồi lấy cái bịch đè lên luôn các bạn. Lấy cái bịch đè lên luôn, nó rất là chắc ha. Đó giống như vậy, đó đè lên, đè lên cọng dây luôn thì nó rất là chắc, nó không có bị tuột ra, mình khỏi cần cột gạch ha. Đây mấy cái dây mà nó dài á, hồi trước cái lưới này mình mới căng thôi, lúc mà mình chưa căng lưới thì mình hay cột gạch vậy nè, thì mình thấy bây giờ căng lưới rồi không cần thiết phải tốn dây như vậy nữa các bạn, chỉ cần một đoạn ngắn thôi các bạn cột vô cái lưới giống vậy nè. Đó các bạn cột vô lưới giống vậy nè, xong rồi dặn cái bịch lên ha, dặn cái bịch lên, cái này mình rút ra rồi xíu nữa mình dặn lại các bạn. Đó rồi tưới vô, nước vô. Đó, rồi lâu lâu kiểm tra mặt dưới lá các bạn. Cái này dưa leo rất là dễ ăn nha. Dưa leo của bạn trồng á, bạn hái trực tiếp ở trên trên cây xuống, cái trái nó rất là căng mà nó rất là giòn luôn, nó không phải như ngoài chợ người ta bán nó héo héo á, nên mình ít khi ăn dưa leo lắm. Nhưng mà đợt vừa rồi á, khi mà mình đợt vừa rồi dịch đó, mình trồng cây dưa leo lên thì ăn cái trái rất là ngon nha các bạn. Đây các bạn, cái này là rẹp nè, xíu nữa mình sẽ lấy nước mình xịt nha. Đó, rẹp rầy rất là nhiều nha, xíu nữa mình sẽ lấy nước mình xịt. Những cái cây mà bị cái con này thì như nó rất là còi, nó phát triển không được. Nếu mà cây lớn thì có thể nó không có trái hoặc nó bị chột luôn các bạn. Đây, đây này gì dưa leo ha, xíu nữa mình sẽ xịt nước nó. Rồi, rồi cái bao này để đây đi, xíu nữa sắp chỗ cho nó lên xong. Đó, rồi chúng ta đi qua đây coi cái bầu nha các bạn. Cái này hành, hành củ lớn nha các bạn. Cái này hành củ lớn ha, nó lên mập. Nhưng mà xịt nước đó, mưa rồi nó rớt. Mưa lớn như là trên này gió lớn, nó chịu gió lớn đó, nó rớt ha. Đó, rồi chúng ta đi qua đây chúng ta xem. Đó, ở cái này đậu rồng nha các bạn, mình đang trồng thêm đậu que nữa. Đó, đậu rồng. Đó, trồng ni lông luôn. Thì ở đây trồng trong bồn nè, bồn gạch men, hồi trước trồng sen, cái bỏ sen đi trồng nè. Cái này là bí đỏ, bí đỏ mà hạt đậu các bạn, bí đỏ hạt đậu có trái hồ lô á. Cái này bí đỏ hạt đậu. Cái này hồi xưa mình trồng trái có trái luôn các bạn, có trái rất nhiều luôn. Nên bây giờ mình trồng tiếp. Rồi ở trong này có đậu rồng nè. Mình hay trồng sen các bạn, trồng sen canh á, không trồng một loại nha. Ví dụ như mấy cái cây hào đậu này cái rễ nó tiết ra đạm á, mình trồng chung luôn cho nó tốt ha. Tốt mới là khác. Đó, rồi đi qua đây. Bên này là mướp nè. Cái này lá xả bạn, cái này lá xả mình phủ gốc để cho nó ẩm thôi. Ở trong này đổ phân gà vô à, đổ phân gà ở trên đó để cho nó trái, giữ trái á. Đó, rồi cũng có quấn gốc luôn, khoanh chậu các thứ ha, quấn một vòng, một vòng quanh gốc. Đây cái trái ở đây, cái này trái già để làm giống rồi bạn nè. Mướp hương trái ngắn nha, cái này trái nó già rồi, chứ thực ra trái mà ăn được đó, nó nhỏ chứ nó to như vậy ha. Trái này được hơn 20 ngày rồi. Thường trái mà mình ăn nó chỉ từ 10 đến 12 ngày thôi nha các bạn canh 10 đến 12 ngày ăn là vừa ăn thôi. Đó, còn cái trái này hơn rồi, hơn 20 ngày rồi, nó rất là già rồi, không ăn được nữa. Đó, hiện giờ thì lên trên ngọn kia thì bắt đầu có trái rồi. Đó, giờ nắng lắm nhìn lên không thấy đường à. Đó, cái vàng này mình căng hơi thưa nha các bạn. Đây mấy cây nhỏ nhỏ đang lên nữa nè. Đó.
hai loại khác nhau luôn các bạn. Ba loại mướp này khác nhau luôn các bạn. Nó trái nó khác nhau luôn, giống kiểu hạt lai á. Hạt người ta lai xong nó ra nửa mẹ nửa cha rồi giống chút này chút kia vậy đó. Nó cũng cái dài. Cái cây bên này thì cùng một bịch luôn, nhưng mà cùng bịch hạt giống luôn á, nhưng mà trái thì nó dài hơn. Đó. Rồi. Đó, cái này là cái này cũng mùn dừa phân bò giống như cái công thức mới nãy mình trộn vừa trộn cho bạn xem á, cũng vậy luôn. Thì hàng ngày tưới nước trên đây. Ở đây mình có gieo thêm hạt cải trong này nữa, cái này hành nữa bạn, hành củ to mới nãy á. Ở đây mình có gieo thêm hạt cải cải bẹ xanh á. Đó, trong này mình trồng xen canh vô. Đó, rồi qua đây cũng vậy. Thì ba cây bầu này á, mình gieo cùng lúc nha bạn, gieo hạt cùng lúc luôn. Nhưng mà cái cây này ra chậu xây trước nè, từ cái ly á, mình trồng vô chậu trước. Đó, nên nó to hơn. Nè, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn là kích thước ba cây khác nhau hẳn luôn nha. Đó, cái cây này cho vô chậu trước nè thì nó to hẳn luôn. Đó, còn cái cây này cho sau nè, còn cái cây đằng kia cho cuối cùng, thì cũng trồng trong đi cùng công thức với nhau thôi, nhưng mà cho ra chậu trước, chậu lớn trước thì nó lớn nhanh hơn. Đó, ở đây cái dây này mình cũng căng giống như mới nãy mình chia sẻ với các bạn nha. Đó, cũng cột thắt nút xong rồi dằn xuống đáy chậu á, khỏi cần cột gạch gì hết. Đó, cột lên lưới luôn. Đó. Thì trong mỗi cái chậu bầu á, mình có gieo hạt cải bẹ xanh luôn. Mai mốt bầu nó lên rồi cải bẹ xanh nó lên ha. Đó. Đó, các bạn có thể nhìn ba cái bầu khác nhau ha. Đó. Gieo cùng một thời điểm, nảy mầm gần như cùng lúc luôn á. Nhưng mà cây nào cho vô chậu lớn trước thì cây đó lớn nhanh hơn. Rồi. Rồi đó. Rồi. Rồi, chia sẻ với các bạn về cái khu vườn như vậy thôi. Thì ở trong này vẫn trồng ở trên trồng lan, dưới thì trồng tổ quạ nha các bạn. Thì hôm nay tách chậu ra được cũng khá khá nhiều rồi đó. Cái này bên này rồi qua bên kia đó. Đó, mấy cây ngọc điểm năm nay có thể là có hoa nha các bạn. Đó, mấy cây này năm nay cũng già rồi, có hoa nha. Đó. Rồi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn chút xíu về cái vườn rau hôm nay thôi. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.